Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách quạt làm sao để tách được giữa âm trầm và âm cao ở trên đàn guitar. Âm trầm thì bao gồm các dây 6, 5, 4, âm cao thì bao gồm các dây 3, 2, 1. Như vậy là bên tay phải chúng ta phải quạt rất là chuẩn. Ví dụ như hợp âm son trưởng, nếu ta quạt đủ 6 dây thì sẽ như thế này. Nhưng mà chúng ta quạt tách ra âm trầm sẽ gồm 3 dây 6, 5, 4. Âm cao sẽ gồm 3 dây quạt từ 3, 2, 1. Hoặc là chúng ta có thể khi mà quạt lên thì cũng chỉ quạt 1, 2, 3. Đấy, chúng ta sẽ chú ý làm thử nhé. Trầm này, cao này, trầm này, cao. Có nghĩa là khi chúng ta quạt qua cái dây số 4 là chúng ta dừng lại. Không quạt vào dây số 3 nữa. Nào, chúng ta sẽ đếm theo nhịp 4-4 là 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển hai hợp âm là một hợp âm đầu tiên là son trưởng đầy đủ. Có bấm thêm nốt Re. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Hợp âm thứ hai là Đô S9. Các bạn chỉ cần chuyển hai ngón 1, 2 từ dây số 6, 5 sang 5, 4. Và không quạt dây số 6 này, các bạn dùng ngón cái để che đi. Nào, cứ mỗi 4 nhịp chúng ta lại, 4 phách chúng ta lại chuyển hợp âm một lần. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Các bạn sẽ thắc mắc là nếu với hợp âm Đô S9 này mà bắt đầu từ dây số 5 thì âm trầm chúng ta sẽ gầy mấy dây? Chúng ta chỉ gầy khoảng 2 dây. Hoặc là đến dây số 3 là cùng, nếu chẳng may các bạn quạt nhầm cũng không sao. Và dù sao đến thì đến phần âm cao gạt từ dây số 3 xuống cũng không sao. Chúng ta có thể đánh 6 dây. Và đây là kết thúc bài tập hôm nay.